សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្ញុំបានម្ដងទៀតហើយបាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបបមួយទៀតហើយគឺរបៀបឆាបាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបំពងស្រួយបងប្អូនណាអូខេតោះឥឡូវមកខាត់ពេលយូរយើងមើលរបៀបឆាជាមួយខ្ញុំបានទាំងអស់គ្នាតើបងដាក់ពេញសាច់ដែរចូលបងប្អូនណាអូខេបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមណាបំពងខ្ទឹមជ្រាមរបស់យើងណាបាទយើងបំពងវាឡើងឈ្ងុយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាបាទ
bao giờ nó dừng chặt chỉ chúng ta tôi chân tới bằng phần đó và hai dừng cha vì ở support chân tới hai phần toàn mới dừng chập đam đã cà rốt đó và bây giờ bài cha bao giờ nó miên ruột chết và lại miên ai khai chân tới nằm bằng phần đó ok phần toàn bị đại cà rốt ruột hai dừng cha từ lập vì ở support sai chân tới bằng phần mà là ngày toàn mới dừng chập đam đã bị tròn nằm bây giờ bị trôi chết ở miên ok hai tha cái ruột chết ngang mình tay nhé nên là tôi mới dừng cho bạn time score để tới bằng bồn mà ở bên chip em đi tới ok nên này và tôi mới tiết dừng cho bạn đã bài trộn và dừng trà bài giờ đấy và dừng trà cho môi phải lại giờ đang tới nó bằng bồn á và ok dừng trà ở chỗ chip đang tới và nên này dừng trà chỗ chip thấy dừng cho bạn đã thực sự thì tới bằng bồn mà nên này dừng đã thực sự ở lần chung đi tới đấy và nâng hai thêm được siêu đi tới và ok nâng này chứng bài cha dưỡng riêng châu chia tới giấy tỏ mối nhầm chập đàm khlanh đặt khlanh hết cua phòng tia châu đồng bề ơi chia đồng bề vì châu chia phòng tia phóng ở về làng phố phòng bằng phồn á và ok tỏ chứng đại châu thấy bằng phồn và tỏ chứng dương đừng thật lọc về cho mỗi bài dương lời nâng nắm bằng phồn á và những cô bị bài sai nhất thật lọc cho mỗi bài này nhưng đã chập đàm thật lọc cho mỗi bài và đây phong tia tòa dương đã pi crop nè bằng phần á nằm bàn chỗ chiết nè và lấy dùng thay mà crop tiệt hết ok và hai trong cái này cứ dương chập đam đã sạch chụp bằng phong xuôi dương chỗ đó dương thật lọc vì mình tích tới cứ dương ai đua đã chan tu tiên bàn hai bằng phong bà nên này xem mấy bài khác cứ rồi cùng môn về từ đại tới phần tái nửa pe để bằng phong đồ sách cứ việc đồ chia đầy bà xong ở côn xong subscribe cho nè các bạn ở nè bà bye bye, xong chuẩn bị lia bà.